Trong một thông báo ngày 9 tháng 7, Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết các sĩ quan cảnh sát liên bang đã lục soát nơi ở và làm việc ở thủ đô Berlin của một đối tượng tình nghi là một sĩ quan quân đội. Quyết định lục soát được đưa ra dựa trên nghi vấn ban đầu về các hoạt động gián điệp của đối tượng này. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng Đức vẫn chưa phát lệnh bắt giữ. Theo truyền thông Đức, trong ngày 9 tháng 7, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã triệu đại sứ Mỹ tại Berlin John Emerson tới để trao đổi. Giới phân tích nhận định những động thái mới này sẽ càng khoét sâu thêm rạn nứt lòng tin trong quan hệ giữa hai đồng minh Đức-Mỹ. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng Đức đã bắt giữ một nhân viên văn thư của cơ quan tình báo đối ngoại Đức vì nghi ngờ người này hoạt động gián điệp hai mang cho cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Các nguồn tin ban đầu cho biết nhân viên này đã chuyển cho CIA hơn 200 tài liệu mật của Đức để đổi lấy số tiền 25.000 euro. Trước đó, quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ-Đức cũng đã có phen sóng gió khi cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ những thông tin tình báo động trời về chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA nhằm vào hàng triệu người dân và lãnh đạo của nhiều quốc gia, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel. Sau sự kiện này, Berlin đã đề nghị Washington ký thỏa thuận ràng buộc không do thám lẫn nhau nhưng đã bị từ chối. Những vụ bê bối do thám liên tục nổ ra khiến người dân Đức ngày càng hoài nghi về mối quan hệ với Mỹ. Theo một điều tra hồi đầu tháng 6, 69% người Đức cho biết họ bị suy giảm lòng tin đối với Mỹ và 57% ủng hộ giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.